Hạt Kiểm Lâm thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đã ban hành quyết định khởi tố vụ án về tội vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản xảy ra tại khu vực giáp ranh giữa xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa và xã Diên Điền, huyện Diên Khánh. Theo kết quả điều tra ban đầu, thì vào tháng 2 vừa qua, tại khoảnh 8 và 9 thuộc tiểu khu 103 xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa cùng với khoảnh 1 và 4 thuộc tiểu khu 219 xã Diên Điền, huyện Diên Khánh có xảy ra tình trạng khai thác rừng trái pháp luật và làm đường. Xét thấy khối lượng gỗ bị khai thác tại đây đã vượt qua khung xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp và có dấu hiệu hủy hoại rừng, Hạt Kiểm Lâm Ninh Hòa đã ban hành quyết định khởi tố vụ án vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản. Đắk Lắk đang bước vào mùa khô, nhiều diện tích rừng có nguy cơ xảy ra cháy rất cao. Nhằm giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra, thì các đơn vị chủ rừng và ngành chức năng đã chủ động triển khai tăng cường công tác phòng chống cháy. Khu bảo tồn thiên nhiên Easo có tổng diện tích gần 27.000 hecta rừng đặc dụng, nơi có nhiều loại động thực vật quý hiếm, trong đó có hơn 4.000 hecta chẳng cỏ, lau sậy, nên tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng xảy ra rất cao. Khu bảo tồn luôn đặt cấp độ dự báo cháy ở mức rất nguy hiểm. Lực lượng chức năng luôn sẵn sàng phương tiện, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ, bảo đảm ngăn chặn và sớm phát hiện xử lý kịp thời các tình huống khi xảy ra cháy rừng. Xây dựng 4 chòi canh lửa, phát dọn, cải tạo gần 350 km đường băng cản lửa. Theo thống kê của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk, toàn tỉnh hiện có trên 501.000 hecta rừng, trong đó có gần 100.000 hecta rừng được xác định là khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao trong mùa khô. Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã ra văn bản đề nghị các địa phương chủ rừng thường xuyên tuyên truyền đến người dân về công tác phòng cháy chữa cháy rừng, tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra trong mùa khô năm nay.